Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Tất Cả Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Tên con là Nương Thị Hải, pháp danh Thiện Hải. Con xin đọc bài kệ ở phẩm thứ 12. Con xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ cho con đọc được lưu loát. Con xin phép được vào đọc. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng Dực Oai Thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần. Thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lệ, trời người lợi ích sự không ngần. Hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ. Chỉ tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già. Lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là. Hoặc vẽ hoặc tô đại dị hình, cảm thương chiêm lệ biệt chẳng đành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ danh quyến thuộc ở nơi nào, giàu xa ác thu cũng ra mau. Nếu được không nuôi nòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong xa ba cõi khỏi tử sanh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước lên chiêm lệ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muôn độ chúng sanh khỏi tai ách. Dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn xót mất. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề. Y phục uống ăn các ngọa cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa. Dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng nấy uống. Sanh nòng ân trọng cự ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng dối nuống. Trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh. Chiêm bao thấy dọa tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn nanh. Đại thừa kinh giao nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai. Trinh nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia khó huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ nại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau. Ngủ mê mộng mị không an giấc, muốn cầu hỏng hư chẳng được nào. Rộng lòng chiêm lệ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác phải tiêu ngay. Nhận đến chiêm bao thường an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường. Ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều lỗi gian nan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đôi trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quan Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó. Trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức lọ. Như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lệ hết lòng thành. Hương hoa ăn uống dưng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tử khỏi. Quán Âm nên biết găng tiên bày, truyền khắp hằng xa nhiều lượt cõi. Con xin hết ạ. Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho các chúng sinh ba nơi ba ác đường ác đạo. Nguyện cho tất cả các chúng sinh nơi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phước đức, có duyên đối Tam Bảo với Địa Tạng Bồ Tát, phát tâm hiếu kính với các ngài và sẽ được các ngài độ thoát cho trong tương lai. Con xin hết. Ha ha ha,